Năm xưa tôi làm học trò ở Đài Trung, thân cận Lão Sư Lý. Lão Sư thường nói, trong một vạn người niệm Phật, chân thật có thể giảng sanh tịnh độ, chẳng qua chỉ có 2 đến 3 người mà thôi. Chân thật chịu niệm Phật, phát tâm cầu sanh tịnh độ, đều là trong đời quá khứ tích công lũy đức, thiện căn sâu dày. Tại vì sau trong đời này gặp được pháp môn Tịnh Tông, nhất tâm niệm Phật, ngày ngày đến niệm Phật đường, thường thường tham gia Phật thất mà vẫn không thể giảng sanh. Nguyên nhân rốt cuộc là ở nơi đâu? Thế Tôn ở trên Kinh Di Đà đã nói với chúng ta rất rõ ràng: bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức, nhân duyên đắc sanh Mỹ quốc. Thế Tôn đưa ra điều kiện: thiện căn phước đức nhân duyên, 3 cái này đầy đủ thì bạn liền giảng sanh. Chúng ta đời đời kiếp kiếp, 3 cái này đều không thể đầy đủ, ngay trong một đời này vẫn là không thể đầy đủ. Thiện căn thì chúng ta có rồi, nhân duyên có rồi. Chúng ta gặp được pháp môn Tịnh Tông, đây là nhân duyên, nhưng phước đức không có. 3 cái đã thiếu một cái. Phước đức là gì? Thập thiện nghiệp đạo. Chúng ta thiếu cái này. Ở trong Tịnh Nghiệp Tam Phước, Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói với chúng ta, Tịnh Nghiệp Tam Phước là phước đức. Mọi người phải nhớ thật kỹ, 3 cái phước này hết thảy đầy đủ. Vậy thì chúc mừng bạn, bạn trong đời này quyết định giảng sanh tịnh độ. Không những giảng sanh tịnh độ, bạn giảng sanh thật báo trang nghiêm độ. Vì sao vậy? Tam phước đầy đủ rồi. Chúng ta mỗi một người thấy đều có thiện căn. Hôm nay tham gia pháp hội này, nhân duyên đầy đủ, chỉ là thiếu phước. Trong tam phước, điều đầu tiên là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp, chính là thập thiện nghiệp đạo kinh. Bạn chỉ cần có 4 điều này, có cái phước này, khẳng định bạn sẽ giảng sanh Tây phương thế giới, cõi phàm thánh đồng cư độ. Đây là ở trong tam phước. Bạn chỉ có 1 điều. Nếu như bạn có 2 điều, bạn lại thêm vào thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Vậy thì bạn đã làm được, bạn áp dụng rồi. Bạn cầu nguyện giảng sanh, nhất định sanh phương tiện hữu dư độ. Nếu như lại cụ túc điều thứ 3, phước đại thừa, phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả, khẳng định bạn sẽ sanh thật báo trang nghiêm độ. Sự việc này trên Kinh Di Đà đã nói tường tận như vậy. Tôi còn nhớ nhiều năm về trước, ở Đài Loan có cư sĩ Lam Cát Phú. Ông là giáo sư đại học. Tôi quen biết ông rất sớm. Từ khi ông còn đang theo học ở trường thì tôi đã quen ông. Ông đã từng tham gia giảng tọa từ quan Phật học của chúng ta. Có một lần ông gặp tôi, đã hỏi tôi vấn đề này: Pháp sư à, giảng sanh tịnh độ tại vì sao lại khó như vậy? Tôi đã đem đoạn kinh văn trong Kinh Di Đà nói với ông: bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên. Tôi đã nói với ông 3 điều kiện hết thảy đầy đủ mới có thể giảng sanh, thiếu một điều cũng không được. Như cái đỉnh 3 chân vậy, thiếu một cái chân thì đứng không vững. Ông suy nghĩ một chút và đã nói một câu: khó thật. Cho nên chúng ta chính mình phải biết được. Thế Tôn giới thiệu cho chúng ta rõ ràng, thế giới Tây Phương cực lạc là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Chúng ta nghĩ xem, chúng ta có phải là người thiện không? Thượng thiện thì không dám rồi, người thiện chúng ta cũng không phải. Chúng ta bất thiện, làm sao có thể giảng sanh? Người như chúng ta Phiền não tập khí nặng như vậy, đến được thế giới cực lạc thì cũng giống như Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung vậy, làm cho thế giới cực lạc nhiễu loạn hồ đồ một trận. Cho nên Phật không có đến tiếp dẫn bạn rồi. Vậy thì lúc nào Phật sẽ đến tiếp dẫn bạn đây? Phật nhìn thấy rất rõ ràng. Chúng ta ở trên kinh này nhìn thấy được không chỉ là trí huệ thần thông, đạo lực của Phật, cứu cánh viên mãn, mà mỗi một người được giảng sanh đến Tây Phương cực lạc thế giới, thiên nhãn nhìn thấy thấu suốt, thiên nhĩ nghe thấu, tha tâm đều biết. Tây Phương cực lạc thế giới, người người đều có năng lực này, đều có trí huệ này. Cho nên chúng ta chỉ cần phù hợp tiêu chuẩn của họ, chỉ cần phù hợp điều kiện của họ, Phật và đại chúng đều hoan hỷ đến tiếp dẫn bạn. Vì sao vậy? Chí đồng đạo hợp. Chúng ta ngày nay phiền não tập khí còn nặng như vậy thì không được rồi. Tự mình suy nghĩ cũng không thể đi. Tôi đi sẽ làm cho đại chúng cực lạc thế giới thêm phiền não, vậy làm sao có thể đi được chứ? Chúng ta có nghiêm túc suy nghĩ qua hay không? Do đó, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp, cái điều này không thể không xem trọng, không thể không nghiêm túc mà tu học. Tịnh nghiệp tam phước, 3 điều 11 câu. Trước đây tôi đã từng làm qua diễn giảng chuyên đề, đã có phát hành đĩa Tịnh nghiệp tam phước, nói được rất tường tận, nói được rất minh bạch. Tại vì sao không chịu làm? Hiếu thân tôn sư nhất định phải thực hiện đến thập thiện nghiệp. Không thể thực hiện đến được thập thiện thì hiếu thân tôn sư đều là giả, đều hỏng rồi. Do đây mới biết thập thiện là quan trọng biết bao. Bồ Tát tu hành, đoạn ác tu thiện là đoạn cái ác gì? Đoạn thập ác hành thập thiện. Chúng ta đều không tại chỗ này nghiêm túc mà hạ công phu thì khó rồi. Con người hiện tại thích việc học Phật, không chịu đoạn ác tu thiện. Vì sao vậy? Cho là đoạn ác tu thiện. Chúng ta ở trong xã hội này chịu thiệt thòi quá nhiều. Chúng ta chỗ nào cũng bị thiệt thòi. Ở trong xã hội này, chúng ta không thể sống nổi, không thể sinh tồn. Sự việc này là nghiêm trọng rồi. Quan niệm này nhất định là sai lầm. Tốt nhất bạn hãy thử xem. Không vọng ngữ. Đối với hết thảy người, chúng tôi đều nói lời thật, đều không vọng ngữ. Xem bạn có thể nào sống được hay không. Thiệt có thể là thiệt thòi một chút, sẽ phải chịu thiệt. Người xưa Trung Quốc nói thiệt thòi là phước. Bạn không hiểu, bạn cho rằng chiếm tiện nghi là phước báo. Kỳ thực thiệt thòi mới là phước báo chân thật. Chiếm tiện nghi là họa hại. Họa hại hiện giờ chưa có đến, tương lai không thể tránh khỏi. Bạn phải chân thật thông đạt chân tướng vũ trụ nhân sanh, bạn sẽ hiểu rõ. Ở thế gian này, con người muốn chiếm tiện nghi của người khác, không có cái việc như vậy. Vô hữu thị xứ. Ta đời này chiếm được tiện nghi của người khác, kiếp sau phải đền trả. Ta đời này bị thiệt thòi, kiếp sau được đền trả. Tiếp đó mới biết được thiên đạo thì ra là công bằng đến như vậy. Sau 30 năm học Phật, tôi mới hiểu rõ đạo lý này. Biết được thế gian quyết định không có sự việc chiếm lợi, quyết định không có sự việc thiệt thòi. Cho nên liền được đại tự tại. Trích lục từ Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký tập 232. Namo Amitabha Phật. Namo Amitabha Phật.